Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. 43 đảng viên của quận Hải An được trao huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên 200 gian hàng tham gia trưng bày tại chợ Tết Công đoàn Hải Phòng 2024, trong đó có nhiều sản phẩm ô cốp đến từ các vùng miền. Sau khi được thương thảo hợp đồng, các tiểu thương tại chợ tạm Tam Bạc sẽ sớm được bàn giao kiosk để đưa vào kinh doanh. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quận ủy Hải An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành đợt mùng 3 tháng 2, tổng kết công tác xây dựng Đảng và biểu dương khen thưởng năm 2023. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự hội nghị. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 94 năm chặng đường vinh quang của Đảng gắn với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và những kết quả mà Đảng bộ quận Hải An đã đạt được trong những năm qua. Năm 2023, Đảng bộ quận Hải An đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo kịp thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Hoàn thành và hoàn thành vượt 9 trên 9 nhóm chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 4 nhóm chỉ tiêu vượt nghị quyết. Tại buổi lễ, quận ủy cũng đã trao huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên, trong đó có 12 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 27 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn quận Dương Kinh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm bà Đỗ Thị Nhật, trú tại phường Anh Dũng, là mẹ Việt Nam Anh Hùng, ông Hoàng Đình Thưởng, trú tại phường Hòa Nghĩa, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, ông Nguyễn Quốc Ái, trú tại phường Hải Thành, là thương binh hạng 3/4. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận và biểu dương những cống hiến to lớn của các ông bà trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đồng chí kính chúc các gia đình mạnh khỏe, đón xuân mới hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của thành phố và đất nước. Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, sáng nay đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tới thăm tặng quà chúc Tết các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Ngô Quyền. Đoàn đến thăm tặng quà Tết bà Lê Thị Tài, trú tại phường Máy Tơ, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Ông Nguyễn Văn Chiến, trú tại phường Vạn Mỹ, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tri ân đối với những công lao, đóng góp của các ông các bà trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời ân cần hỏi thăm, chúc các ông các bà đón Tết dồi dào sức khỏe, đầm ấm, tiếp tục là tấm gương cho con cháu và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Cũng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều nay lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã đến thăm chúc Tết tặng quà các gia đình bà Hoàng Thị Phượng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện đang ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; ông Vũ Hồng Út, anh hùng lao động, hiện đang ở phường Lạch Tray; ông Phạm Tiến Tỉnh, nhà giáo nhân dân, hiện đang ở phường Đồng Quốc Bình, cùng ở quận Ngô Quyền. Tại các gia đình, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc. Kính chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Sáng nay, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, trao tặng huy hiệu Đảng và biểu dương khen thưởng các chi bộ đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi được thành phố thông qua. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ quan tâm của thành phố, các sở ban ngành, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp nước ngoài.
Nhân dịp này, đồng chí Lê Chí Vũ, trưởng ban dân vận thành ủy, trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hải, phó bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Và biểu dương khen thưởng các chi bộ đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tối qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khai mạc chợ Tết Công đoàn Hải Phòng 2024. Tới dự có đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Tham gia chợ Tết năm nay có trên 200 gian hàng của hơn 100 công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến từ gần 30 tỉnh thành phố trong cả nước. Gần 3.000 mặt hàng tiêu dùng, các sản phẩm OCOP chất lượng từ các vùng miền, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động thành phố đón Tết, được các đơn vị cam kết giảm giá từ 5 đến 30%. Thì khi mà đến với chợ Tết Công đoàn tại Hải Phòng thì chúng tôi đã mang đến những cái sản phẩm rất là chất lượng và với một cái mức giá là vô cùng phù hợp. Tất cả các sản phẩm của Hợp tác xã Hưng Thịnh Sơn La tại chợ Tết Công đoàn Hải Phòng đều có khuyến mại, đều có tặng quà và đều có trợ giá. Thì là các mặt hàng rất là phong phú và đi một vòng thì đoàn viên công đoàn có thể sắm được đầy đủ Tết cho một gia đình. Đây là năm thứ hai Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn. Qua đó giúp cho đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, khích lệ người lao động làm việc có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam uy tín, chất lượng đến với người lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, trong khuôn khổ chợ Tết, Liên đoàn Lao động thành phố phát hành và kiểm soát 5.000 voucher mệnh giá 200.000 đồng cho 5.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua ứng dụng Hướng Công, Công đoàn Hải Phòng, tổ chức khám bệnh miễn phí, quay số trúng thưởng, các chương trình giao lưu văn nghệ. Thống kê có khoảng 3.000 người dân thành phố đến chợ Tết tham quan mua sắm trong ngày đầu khai mạc. Chợ Tết Công đoàn diễn ra đến hết ngày 28 tháng 1 tới. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2028. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hội nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị hội làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam, đồng thời phối hợp tham mưu, đề xuất thành phố các kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học da cam dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn năm 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Hội cũng cần tăng cường vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng, chủ trì hội nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 4, xã nông thôn mới kiểu mẫu đợt 3 năm 2023. Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công nhận 42 xã nông thôn mới nâng cao, 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, thành phố đã công nhận 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đợt này, Hội đồng thẩm định sẽ xét công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thiên Hưng, huyện Thủy Nguyên, An Thọ, Mỹ Đức, An Thái, huyện An Lão, Hữu Bằng, Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Việt Hải, huyện Cát Hải và Tân Tiến, Đại Bản, huyện An Dương và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã An Đồng, huyện An Dương. Căn cứ vào các báo cáo thẩm định và ý kiến nhận xét, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu với kết quả 100% nhất trí công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, tính đến nay, toàn thành phố đã có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng, chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Năm 2023, thành phố phân bổ hơn 3.200 tỷ đồng vốn đầu tư công để 35 xã triển khai xây dựng 546 công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các xã đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, ước khối lượng trung bình đạt 99%. Đối với 35 xã thuộc 6 huyện triển khai từ năm 2023, hoàn thành năm 2024, có tổng số 803 hạng mục công trình.
Hiện tất cả các xã đã triển khai thi công, khối lượng trung bình đạt 26%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đối với các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, hoàn thành năm 2023, các địa phương cần tập trung vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khẩn trương bàn giao, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đấu nối hệ thống điện chiếu sáng để phục vụ người dân. Đối với 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng năm 2023, hoàn thành năm 2024, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu xong trước tháng 6 năm 2024. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 13 xã mới thuộc hai huyện An Dương và Thủy Nguyên. Đối với 4 huyện Tiền Lãng, An Lão, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo, đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và huyện Bạch Long Vĩ đề nghị công nhận huyện đặc thù, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ thủ tục theo quy định, đảm bảo tiến độ. Trong phần tiếp theo của chương trình, sau khi được thương thảo hợp đồng, các tiểu thương tại chợ Tạm Tam Bạc sẽ sớm được bàn giao kiosk để đưa vào kinh doanh. Lễ khai mạc triển lãm trưng bày sách báo Mừng Đảng Mừng Xuân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tổ chức cho các tiểu thương bốc thăm các kiosk kinh doanh tại chợ Tạm Tam Bạc, hôm nay Ban Quản lý chợ quận Đồng Bàng đã tổ chức cho các hộ tiểu thương thương thảo hợp đồng để sớm bàn giao kiosk và đưa các mặt hàng vào kinh doanh tại chợ tạm này. Với sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án, nguyên tắc bố trí, sắp xếp vị trí và tiến độ đưa các tiểu thương chợ Tam Bạc cũ vào địa điểm kinh doanh tạm thời tại phường Sở Dầu, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị của quận triển khai phương án, trong đó tổ chức bốc thăm kiosk điểm kinh doanh tại chợ tạm Tam Bạc. Các dãy kiosk cũng như từng kiosk bán hàng đã được gắn số. Để sớm đưa các hộ tiểu thương về kinh doanh tại chợ tạm, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ quận Hồng Bàng tổ chức cho các tiểu thương thương thảo hợp đồng, trong đó nhóm hàng giày dép được triển khai đầu tiên. Cái mặt hàng vải vóc, quần áo, giày dép của chúng tôi và tất cả các mặt hàng khác, nếu như mà mưa lắng nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của chúng tôi. Và chúng tôi kiến nghị đến các cấp chính quyền và Ban Quản lý chợ có thể là xem xét giải quyết và giúp đỡ chúng tôi để xây một cái mái che để cho chúng tôi ổn định kinh doanh. Trong thời gian đầu kinh doanh tạm thời tại chợ tạm Tam Bạc, các tiểu thương cũng đề nghị thành phố và quận hỗ trợ giảm kinh phí kinh doanh. Thì theo cái buổi thương thảo thì hộ dân cũng còn nhiều cái ý kiến, trong đó là cũng có nhiều cái ý kiến về việc là khi di chuyển từ cái chợ sang chợ mới thì cần có nhiều cái thời gian để ổn định lại cái việc kinh doanh, thì cũng đề nghị là trong cái thời gian đầu tiên là được miễn cái chi phí, cái phí thực hiện ở chợ. Thì cái này là Ủy ban quận là sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các hộ dân, sẽ tổng hợp là báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như xin ý kiến của quận ủy, những cái nội dung nào thuộc thẩm quyền của quận sẽ trực tiếp giải quyết. Đối với những nội dung mà vượt thẩm quyền thì sẽ sớm có báo cáo để đảm bảo là việc bà con sớm ổn định kinh doanh tại chợ mới. Chợ tạm Tam Bạc có 306 kiosk cùng khu nhà điều hành của Ban Quản lý chợ, khu vệ sinh, bãi gửi xe và các hạng mục phụ trợ khác trên diện tích hơn 4.100 m². Theo quy hoạch, ngoài 306 kiosk còn có 22 điểm kinh doanh ngoài trời. Toàn bộ số hộ về chợ tạm đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế môn bài, thuế kinh doanh tại chợ Tam Bạc cũ đến tháng 1 năm 2023. Sau khi thương thảo hợp đồng với ngành giày dép, Ban Quản lý chợ quận Hồng Bàng tiếp tục tổ chức thương thảo hợp đồng với các ngành hàng quần áo, vải, phụ liệu và kinh doanh khác. Khi đã thống nhất với các tiểu thương 5 ngành hàng kinh doanh tại chợ tạm, Ban Quản lý chợ quận Hồng Bàng sẽ ký hợp đồng và bàn giao kiosk để các hộ sớm kinh doanh tại chợ tạm Tam Bạc. Tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024 do Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức, gần 8 tỷ đồng huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau đã được dành để chăm lo cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực giúp công nhân lao động yên tâm gắn bó với công việc, cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức, phát triển sản xuất kinh doanh trong năm nay. Tết Sum Vầy là chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn được người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp mong chờ. Với sự hỗ trợ của khoảng 20 doanh nghiệp và các đơn vị,
Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024 đã đem Tết sớm tới với những người lao động đặc biệt. Ủy ban Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố cùng Công đoàn Khu Kinh tế trao tặng cho trên 12.000 công nhân lao động hơn 3.000 suất trợ cấp, 6.500 suất quà Tết, 1.600 túi quà hiện vật cùng 3.500 vé xe cho lao động ở xa về quê đón Tết. Tổng số kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay là hơn 8,1 tỷ đồng. Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế cũng chỉ đạo công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm thiết thực tới người lao động trong năm sản xuất 2024 còn nhiều thách thức. Năm 2024 cũng xác định là một năm cũng tiếp tục khó khăn đối với các công đoàn cơ sở cũng như các doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên Công đoàn Khu Kinh tế cũng xác định là với 11 nhiệm vụ trọng tâm thuộc tổ chức công đoàn và 4 nhiệm vụ công đoàn tham gia thực hiện và tập trung cho công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân viên chức lao động. Và trước mắt thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Hiện khu kinh tế, các khu công nghiệp tại Hải Phòng có khoảng 200.000 lao động, phần đông đều là đoàn viên công đoàn. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và các gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bốc thăm trúng thưởng, thể hiện sự quan tâm, gắn kết yêu thương của tổ chức công đoàn với người lao động đã đem đến nhiều niềm vui cho công nhân lao động. Đây là dịp để cùng nhau sẻ chia, động viên cả về vật chất và tinh thần, khích lệ công nhân lao động tiếp tục phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống để luôn có nhiều niềm vui. Thực hiện quyết định số 323 ngày 3 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt đề án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng, ngay sau khi tổ chức xong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tích cực phối hợp cùng với 13 quận huyện tổ chức triển khai thực hiện. Với khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của Sở cũng như các đơn vị và địa phương. Với 19 gói thầu được triển khai ở 13 quận huyện trên địa bàn thành phố, đến thời điểm này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Kỹ thuật đã lập xong thiết kế kỹ thuật dự toán. Tại huyện Kiến Thụy, qua khảo sát sẽ có khoảng 10.800 ha đất, thực hiện đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận cho hơn 162.600 hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 214.000 thửa đất. Đối với quận Lê Chân sẽ triển khai đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính cho hơn 1.170 ha, đăng ký cấp giấy chứng nhận cho hơn 59.800 hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với hơn 74.500 thửa đất. Trước khối lượng công việc lớn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban dân các quận huyện triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện ngay trong những ngày đầu năm mới. Thành phố Hải Phòng cũng đã đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện cái này nhằm có một cái bộ dữ liệu đất đai chuẩn của toàn thành phố phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã chủ động tham mưu Ủy ban thành phố thành lập ban chỉ đạo cấp thành phố do lãnh đạo Ủy ban thành phố sẽ làm trưởng ban, có sự tham gia của các sở ngành có liên quan và đặc biệt là Ủy ban nhân các quận huyện. Đề nghị thành phố cũng chỉ đạo Ủy ban nhân các quận huyện thành lập các ban chỉ đạo riêng độc lập tại Ủy ban nhân các quận huyện. Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn cũng phải thành lập một cái hội đồng cấp xã để thực hiện tiếp xúc với người dân và giải quyết cái hồ sơ của người dân kê khai. Dự toán xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng là hơn 848 tỷ đồng. Ba nhiệm vụ chính thực hiện trong thời gian tới đó là đo đạc hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục tiêu của đề án nhằm đo đạc và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính thống nhất theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế hệ thống bản đồ trước đây không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, làm cơ sở để đăng ký đất đai, giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất và giải quyết các nội dung khác có liên quan trong công tác quản lý đất đai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, công tác chỉ đạo điều hành cần phải xuyên suốt từ huyện đến các xã thị trấn và đến từng chủ sử dụng đất, từng thửa đất. Là lực lượng trẻ năng động, dễ dàng tiếp cận với các nền văn hóa trên thế giới, thời gian qua các trường đại học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chương trình hợp tác, qua đó giúp sinh viên có thêm cơ hội học tập, trải nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế. Chương trình Ngày hội gói bánh chưng giao lưu với sinh viên quốc tế do Trường Đại học Hải Phòng tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa như vậy.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của các bạn sinh viên Việt Nam, Su Thị Đề, Xuân Thân Nam Mà Vòng đã gói được 10 chiếc bánh chưng, món bánh truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền và hào hứng thức đêm cùng mọi người trông nổi bánh chưng chín. Đây quả thực là trải nghiệm thú vị đối với chàng sinh viên năm thứ tư, người Lào, hiện đang học tập tại trường Đại học Hải Phòng. Em được trải nghiệm Tết, chợ Tết không đồng ở bên Đại học Hải Phòng. Thì em cảm xúc là vui mừng và tự hào đã được tham gia thay mặt cho sinh viên Lào. Thì là em là năm nay thì cũng là năm thứ tư mà em được ăn Tết ở Việt Nam. Tại chương trình Ngày hội gói bánh chưng giao lưu với sinh viên quốc tế, những sinh viên Hải Phòng cùng với các bạn sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau cùng trưng bày, trang trí và thuyết trình về từng gian hàng mang bản sắc văn hóa riêng của mỗi một quốc gia, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian đặc trưng của ngày Tết. Dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán của người Việt, đấy là một cái ngày lễ rất lớn, ngày hội rất lớn của cả dân tộc Việt Nam. Cho nên là lãnh đạo nhà trường thì cũng chỉ đạo thông qua cái đoàn thanh niên và hội sinh viên hàng năm tổ chức cái ngày hội gói bánh chưng và giao lưu sinh viên quốc tế. Đấy, để thông qua cái hoạt động này thì các em, đặc biệt là sinh viên quốc tế, đấy, cũng hiểu sâu sắc thêm những cái nét đẹp, những cái ý nghĩa văn hóa truyền thống của người Việt. Ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp để sinh viên các nước gặp gỡ, giao lưu, mà còn là cơ hội để các bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt trong ngày Tết cổ truyền, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian học tập, sinh sống tại Hải Phòng và cùng đón một năm mới bình an, hạnh phúc. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày sách báo Mừng Đảng Mừng Xuân, thu sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Trưng bày sách báo Mừng Đảng Mừng Xuân là hoạt động văn hóa được Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu đến đông đảo bạn đọc trong thành phố các loại ấn phẩm báo tạp chí xuân của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong toàn quốc. Triển lãm năm nay bao gồm hơn 300 tài liệu viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như lịch sử và sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Từ đó mang đến cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh đậm nét, sống động về thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của thành phố và đất nước. Buổi trưng bày sách báo Mừng Đảng Mừng Xuân của thành phố vô cùng ý nghĩa. Ở đây thì chúng tôi được biết về các danh nhân của địa phương cũng như là trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi còn được cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như là trên toàn quốc. Buổi trưng bày sách báo này khiến tôi hiểu thêm về lịch sử đất nước và mở mang được kiến thức xã hội hiện đại. Cũng trong dịp này, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tự hào của dân tộc nhằm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử vẻ vang, những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong lịch sử cũng như trong giai đoạn hiện nay. Bệnh mạn tính đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, lớn hơn tất cả các nguyên nhân tử vong khác cộng lại. Vì thế mà việc kiểm soát ngăn chặn sự chuyển biến nặng của bệnh là rất cần thiết. Đặc biệt với những người mắc tiểu đường vào dịp Tết, việc kiểm soát càng phải quan tâm nhiều hơn nữa. Có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đang phải dùng thuốc. Nhưng đợt này, bà Nguyễn Thị Hải thấy mệt mỏi, đi tiểu nhiều. Bà đã đến trung tâm y tế quận Lê Chân để kiểm tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bà phải nhập viện điều trị ngay vì đường huyết lên quá cao, 22 mmol trên lít. Điều đáng nói, 3 tháng trước, bà cũng từng xét nghiệm tiểu đường, nhưng chỉ số đường lúc đó là bình thường. Từ trước giờ thì tôi không bị tiểu đường, tôi chỉ bị máu mỡ, bị tim mạch, bị huyết áp cao, bị khớp. Độ khoảng 2-3 tháng thì bác sĩ lại cho kiểm tra một lần, người tôi cứ mệt. Tự nhiên cho nó mệt không chịu được. Lên đây thì bác sĩ phát hiện được ra là bảo tiểu đường. Chứ còn chính là tôi không hề tôi biết tiểu đường. Năm 2023, tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân, trong tổng số 105.000 lượt bệnh nhân tới khám, thì có khoảng 26.000 lượt người mắc tiểu đường. Hơn 2.500 bệnh nhân
điều trị nội trú thì có khoảng 700 bệnh nhân đái tháo đường. Với bệnh nhân tiểu đường cũng giống như là các bệnh nhân điều trị các bệnh lý khác, thì thứ nhất là cái tuân thủ điều trị là một, và thứ hai là trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, đấy, chế độ ăn của bệnh nhân, rồi chế độ luyện tập, ăn uống hợp lý, luyện tập làm sao nó phù hợp với bệnh lý, để với sức khỏe của bản thân, và đặc biệt là quan trọng là không được bỏ điều trị. Tết Nguyên đán đang tới gần, người bệnh tiểu đường càng phải kiểm soát đường huyết tốt, bởi trong dịp Tết, chế độ ăn uống sinh hoạt thay đổi có nguy cơ làm cho đường huyết tăng cao. Thế nên, việc thường xuyên theo dõi đường huyết là rất cần thiết, vì căn cứ vào chỉ số mà có thể thay đổi chế độ ăn và liều thuốc phù hợp. Đồng thời, trong trường hợp có những bất thường về đường máu như hạ đường máu thường xuyên hay đường máu quá cao, hoặc có những triệu chứng bất thường như mệt mỏi, khát nhiều, tiểu nhiều, gây sút cân nhanh chóng, cần báo cho bác sĩ hoặc đến khám ngay tại các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, dịp cận Tết Nguyên đán thì lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông thường tăng cao. Để hạn chế tối đa các vụ tai nạn và ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn. Là hai tuyến giao thông huyết mạch, quốc lộ 5, quốc lộ 10 có lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông đông. Tại đây, các đơn vị đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, tập trung điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra các phương tiện là xe đầu kéo, xe tải, xe khách. Với đặc thù của tuyến quốc lộ 5, chúng tôi là ngoài phương tiện lưu lượng xe tải, xe công, xe hành khách thì cũng có cái lưu lượng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia trên tuyến. Thì đây nó cũng có cái đặc thù trên tuyến, vì là khi đặc biệt với cái giờ tan tầm, công nhân tan tầm ra thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng, và đặc biệt vào giờ cao điểm thì điều tiết giao thông, là hướng dẫn để làm sao là cho người dân tham gia giao thông được an toàn. Dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố bố trí các tổ công tác, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, đẩy mạnh kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như nồng độ cồn, quá tải trọng, quá tốc độ, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân khi Tết đến xuân về. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện nay các cơ sở sản xuất mứt truyền thống tại huyện Thủy Nguyên đang nhộn nhịp vào vụ sản xuất để đưa hàng ra thị trường. Trong phần cuối của chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm không khí làm mứt Tết truyền thống tại thôn Mánh, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên. Thôn Mánh, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mùi hương của đường phèn, mạch nhà và các loại nguyên liệu thơm lừng khắp thôn xóm. Xưởng sản xuất của gia đình ông Chu Công Thăng có khoảng 10 lao động đang miệt mài làm mứt. Người sơ chế nguyên liệu, người nấu, người phơi cắt, đóng gói, ai nấy đều khẩn trương. Quy trình làm mứt Tết cũng lắm công phu. Nguyên liệu sau khi được thái thành miếng sẽ ngâm trong vôi, rửa sạch rồi nấu lần một với đường phèn. Đến lần nấu thứ hai, người làm mứt phải điều chỉnh nhiệt độ và đảo đều tay cho mứt ngấm đều gia vị. Mứt sau khi nấu được đổ vào máy đảo cho khô đường, sau đó đổ sang nia và thành sản phẩm cuối cùng. Cái nghề mứt thì nhà tôi là đã có trên 30 năm. Công việc này thì công việc sản xuất mứt thì là làm từ sáng sớm đến tối muộn thì mới đáp ứng được của nhu cầu của khách hàng. Để trong cái nghề này thì khó khăn nhất là về nguồn nhân lực. Để cái nguồn nhân lực về người ta hiểu biết, người ta làm thì nó dễ hơn, nó thành công hơn. Còn người mà không nhân lực mà họ không làm được thì tỷ lệ thất bại rất là cao. Làm bánh mứt không chỉ là một nghề để kiếm sống, mà đó còn là giá trị tiếp nối truyền thống, là nét đẹp lâu đời. Trước xu thế phát triển của xã hội, nhiều sản phẩm bánh kẹo phong phú đa dạng của các doanh nghiệp đã cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm làng nghề truyền thống, khiến sản xuất bị thu hẹp và gặp nhiều khó khăn. Nhưng sâu trong hoài niệm của mỗi người Việt, mứt Tết vẫn luôn là một hương vị thân thương mà ai cũng phải yêu thích và nhớ nhung. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình Thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố, nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét hại, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía nam thành phố, nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.